Bây giờ đó, với bài hát này, Tati và tất cả mọi người ở đây sẽ cùng gương cái năng lượng của mình lại để mình rút bớt cái xuôi của bạn đi được không ạ? Nhưng mà mình đem mình thải ra chỗ khác cho mình rất ôm trong mình. Ok. Một tràng vỗ tay lần nữa cho Acoustic Bar. Thank you.
Thank you.